Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Dũng, 39 tuổi, trú tại phường Phù Đồng, thành phố Pleiku để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó vào tối ngày 11 tháng 1, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang ông Nguyễn Thành Dũng đang tàng trữ hơn 1 gram tinh bột màu trắng tại một khách sạn trên địa bàn xã Trà Đa, thành phố Pleiku mà ông Dũng khai là ma túy. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bàn giao hồ sơ vụ án và đối tượng Nguyễn Thành Dũng cho Công an thành phố Pleiku để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Được biết, ông Nguyễn Thành Dũng từng là thẩm phán tòa án nhân dân huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 1, ông Dũng đã có đơn xin nghỉ việc. Đến ngày 9 tháng 1, tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai có quyết định đồng ý cho ông Nguyễn Thành Dũng nghỉ việc. Một vụ cháy nhà nghiêm trọng xảy ra vào đêm qua ngày 29 tháng 1 đã khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại Thanh Hóa. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1, thời điểm phát hiện cháy anh T, chủ nhà đã dùng bình chữa cháy được trang bị tại gia chữa cháy nhưng không hiệu quả. Phát hiện sự việc, người dân và lực lượng tại chỗ đã tổ chức chữa cháy và cứu người bị nạn. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh vượt quá khả năng xử lý của lực lượng tại chỗ khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường, đám cháy đã bao trùm toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà. Tại hiện trường, ngôi nhà cháy có 3 tầng, không có chuồng cọp, có lối thoát nạn khẩn cấp trực tiếp ra ban công phía trước. Quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện ba nạn nhân đã tử vong tại tầng 2 là vợ và hai con của anh Tê. Nguyên nhân đám cháy đang được điều tra làm rõ. <laughs> Ngày 30 tháng 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, một xe ô tô tải chở nguyên liệu sợi thuốc lá đã bị thiêu rụi hoàn toàn trên cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 3,5 tỷ đồng. Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 1, ông D, sinh năm 1962, điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ. Khi lưu thông đến đoạn km 120 120 thuộc ấp An Phú, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp thì ông D cho xe dừng lại để kiểm tra. Lúc này ông Đê phát hiện có tiếng nổ và lửa bốc cháy từ sau cabin bên phải của xe nên đã dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Khoảng 20 phút chữa cháy, ngọn lửa trên xe đã bị dập tắt hoàn toàn, riêng hàng hóa trên xe đã bị lửa thiêu rụi. Được biết, xe ô tô tải trên chở khoảng 4.200 kg nguyên liệu sợi thuốc lá, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 3,5 tỷ đồng. biến thể GN.1 có khả năng lây lan nhanh, do đó số ca mắc COVID-19 có khả năng gia tăng trong thời gian tới. Đây là nhận định của các chuyên gia về tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đây cũng là biến thể được quan tâm nhiều nhất trên toàn cầu hiện nay. Kết quả giải mã trình tự gen được tiến hành bởi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh từ mẫu bệnh phẩm của 16 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 trong tháng 12 năm 2023 đã ghi nhận có 12 trên 16 bệnh nhân nhiễm biến thể phụ của Omicron JN1. Dấu hiệu đáng lo ngại là số ca nhập viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới do COVID-19 có xu hướng gia tăng dần trong 6 tuần gần đây. Tất cả các trường hợp này đều có diễn biến nặng và mắc các bệnh nền, chưa tiêm đủ các mũi vaccine COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Biến thể đáng quan tâm có nghĩa là những biến thể có cái khả năng lây truyền nhanh hơn và cũng có thể có cái khả năng né tránh miễn dịch. Tuy nhiên là chưa có cái sự uh, gia tăng về độc lực và tăng cái mức độ nặng. Uh, thì đây là một trong những cái mà uh, Bộ Y tế cũng liên tục làm việc với Tổ chức Thế giới cũng như là các nhà khoa học thế giới và theo dõi sát sao. Trước sự gia tăng số ca mắc COVID-19 tại một số quốc gia và lây lan nhanh của biến thể phụ JN1, với WHO đã đưa ra khuyến nghị các nước cần tiếp tục tiêm nhắc lại vaccine COVID-19. Các nghiên cứu cũng cho thấy năm 2021, vaccine COVID-19 đã cứu sống hơn 14 triệu người. Việc phát hiện biến thể mới đáng quan tâm này, JN1, thật đáng buồn là một lời nhắc nhở rằng COVID-19 vẫn đang tiếp tục lây lan trên toàn cầu. Nó tiếp tục khiến mọi người mắc bệnh và trong một số trường hợp gây tử vong. Chúng tôi khuyến khích mọi người tiếp tục đánh giá nguy cơ của bản thân cũng như những người thân yêu của mình và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản như rửa tay, đeo khẩu trang ở nơi công cộng đông người và ở nhà nếu không khỏe. Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các địa phương, cơ sở y tế chuẩn bị các phương án thu dung, điều trị khi số bệnh nhân mắc COVID-19 gia tăng. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh với tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 hai mũi cơ bản tại Việt Nam đạt trên 87% và tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại trên 60% thì với biến thể mới JN1 cũng không đáng lo ngại. Chương trình tiếp tục với những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên hôm nay ngày 30 tháng 1 tiếp tục bắn một số tên lửa hành trình chưa xác định chủng loại ra bờ biển phía Tây, đánh dấu lần thứ ba Triều Tiên bắn tên lửa hành trình trong vòng chưa đầy một tuần. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, vụ bắn thử mới nhất của Triều Tiên diễn ra vào lúc 7 giờ sáng nay theo giờ địa phương. Thông tin này cũng được Cơ quan Tình báo Hàn Quốc xác nhận. Phía Hàn Quốc đã thông báo cho các đồng minh và cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình. Trước đó, Triều Tiên phóng tên lửa hành trình vào ngày 24 tháng 1 và 28 tháng 1. Tuần trước, truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng đưa tin, nước này đã tiến hành thử nghiệm một tên lửa hành trình chiến lược thế hệ mới. Từ đầu năm đến nay, tình hình bán đảo Triều Tiên luôn trong trạng thái căng thẳng. Triều Tiên thường xuyên tiến hành các vụ thử tên lửa, trong khi Mỹ và Hàn Quốc liên tiếp tiến hành các hoạt động quân sự, trong đó có các cuộc tập trận chung. 8 tháng sau khi được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho phép thực hiện trên người, thiết bị cấy ghép não bộ của công ty Neuralink đã cho thấy những tín hiệu khả quan. Kết quả thử nghiệm ban đầu mở ra hy vọng giúp thêm nhiều bệnh nhân bị liệt có được cuộc sống mới. Trong một bài viết đăng trên nền tảng mạng xã hội X hôm qua 29 tháng 1, nhà sáng lập công ty Neuralink tạm dịch là kết nối não bộ, tỷ phú Elon Musk cho biết, bệnh nhân bị liệt đầu tiên được công ty cấy ghép thiết bị vào não đang trong quá trình hồi phục tốt. Kết quả ban đầu đã phát hiện sự gia tăng những gai tế bào thần kinh đầy hứa hẹn ở người bệnh. Bởi gai là hoạt động của các tế bào thần kinh sử dụng tín hiệu điện và hóa học để gửi thông tin xung quanh đến não và cơ thể. Theo đó, những bệnh nhân bị liệt được ghép thiết bị có gắn con chip vào não đã có thể dùng suy nghĩ để điều khiển con trỏ hoặc bàn phím máy tính. Thông tin khả quan về điều trị não cho những người bị liệt được đưa ra chỉ 8 tháng sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép và 4 tháng sau khi công ty Neuralink chính thức thử nghiệm thiết bị trên não bộ người. Được thành lập vào năm 2016, Neuralink là công ty nghiên cứu kết nối thần kinh với máy tính. Công nghệ này đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ, có khả năng phục hồi chức năng cho những người bị liệt và suy nhược như bệnh sơ cứng teo cơ bên. <laughs> Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt thời tiết mùa xuân vận phức tạp nhất kể từ năm 2008. Một đợt mưa bão tuyết và băng giá có thời gian dài nhất và quy mô lớn nhất kể từ đầu đông sắp tấn công nước này từ ngày mai 31 tháng 1. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo bão tuyết có thể ảnh hưởng lớn đến giao thông ở Trung Quốc, Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin. Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Cục Khí tượng Trung Quốc, Đài khí tượng Trung ương nước này dự báo từ 31 tháng giêng đến ngày 5 tháng 2, tức trước thềm Tết Nguyên đán, miền Trung và Đông Trung Quốc sẽ đón một đợt thời tiết mưa, tuyết băng giá kéo dài nhất với mức độ ảnh hưởng rộng nhất kể từ đầu đông. Khoảng 15 tỉnh thành sẽ phải hứng chịu bão tuyết từ lớn đến cực lớn và băng giá. Đợt thời tiết cực đoan này, được các chuyên gia khí tượng Trung Quốc dự báo là sẽ ảnh hưởng lớn đến cả giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Hơn thế, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề đều nằm ở các tỉnh đầu mối giao thông miền Trung nước này do vậy các chuyên gia khuyến nghị cần chuẩn bị đối phó với các tình huống khẩn cấp, tăng cường an toàn giao thông và quản lý vận hành đô thị. Các địa phương chịu ảnh hưởng lớn như Hà Nam, Hồ Bắc, An Huy, Hồ Nam, Quý Châu được yêu cầu tuần tra kiểm tra các cơ sở điện lực và thông tin liên lạc, trong khi phía nam sông Dương Tử và các khu vực miền Nam Trung Quốc cần đề phòng mưa lớn kéo dài. Người dân cũng được khuyến nghị theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết để điều chỉnh kế hoạch di chuyển cho phù hợp. Mạng thời tiết Trung Quốc nhận định đây sẽ là đợt thời tiết phức tạp nhất trong mùa xuân vận kể từ năm 2008. Được biết, hiện tượng thời tiết cực kỳ hiếm gặp và khắc nghiệt với đặc trưng nhiệt độ thấp, mưa, tuyết và băng giá kéo dài trên diện rộng từng xảy ra vào năm 2008, khiến hơn 5,8 triệu hành khách bị mắc kẹt tại các nhà ga trên cả nước Trung Quốc.